Dạ. Anh chị thuê phòng hả? Tôi là cảnh sát hình sự. Anh cứ bình tĩnh. Tôi chỉ muốn hỏi, hai người dọc cách đây nửa tiếng đang ở phòng nào? Anh chị hỏi hai người nào? Anh đừng để tôi lục tung chỗ này lên. Tôi muốn biết số phòng của hai người đó là số mấy. Dạ. Dạ, phòng 202. Ok. Nhà nghỉ của anh vẫn hoạt động bình thường. Anh. Sao vậy? Hay là thôi đi anh. Tùy em thôi. Em chỉ muốn biết đó có phải là Thanh không? Em quyết định nhanh đi. Ai vậy? Phục vụ phòng đây. Anh là ai mà giữ tôi vậy? Rồi anh sẽ biết. Mình hai người. Thật sự mình không ngờ Thanh có thể làm được chuyện này. Thủy là bạn của mình, Thủy phải tin mình chứ. Tin Thanh hả? Tin Thanh trong khi Thanh đang ở trong nhà nghỉ với một người khác hả? Mà người đó lại chính là Hoàng nữa. Thanh có biết Hoàng là người như thế nào không? Tại vì hắn nói hắn là quản lý của Diễm Hằng. Có nghĩa Thanh biết điều đó nhưng vẫn làm như vậy. Thủy, Thủy nghe mình nói có được không? Hắn nói là hắn có những bằng chứng chống lại Quang. Hắn muốn mình chuộc lại những bằng chứng đó. Chuộc lại trong khách sạn hả? Mình không biết, hắn hẹn mình mà. Trừ khi là Thanh muốn như vậy thôi. Nếu không á, Thanh đã báo với anh Hưng rồi. Anh Hưng có thể giúp mà. Thủy ơi, thật ra mình cũng rất sợ những bằng chứng đó lọt vào tay công an. Điều đó sẽ gây bất lợi cho anh Quang. Thật sự là bây giờ mình không biết cái lời nào của Thanh là sự thật nữa. Thủy à, mình xin thề mà. Nếu như mà cái lời thề đó có hiệu nghiệm á, thì không có ai dám thề thốt gì nữa. Ngay cả Thủy cũng không tin mình sao? Thủy nghĩ Thủy sẽ để vụ này cho bên điều tra thực hiện. Mình sẵn sàng chịu mọi sự hình phạt của pháp luật. Quan trọng là Thủy có tin mình hay không thôi. Anh và Thanh có quen nhau không? Đó là quan hệ cá nhân của tôi. Tôi có cần thiết báo cho sếp biết không? Vậy anh có biết Trinh và Diễm Hằng không? Hình như là hai cô gái đó tôi đã từng quen. Và tôi cũng đã từng nói cho sếp biết rồi mà. Hỏi làm chi hỏi hoài vậy? Không phải là từng quen, mà tôi biết là anh biết rất rõ. Hai cô gái đó là gái bao, gái gọi trong đường dây của anh. Tôi có thể kiện anh về tội vu khống đó nha. Dựa vào đâu mà anh nói tôi có đường dây gái gọi? Có đúng như vậy hay không thì Quang sẽ là người làm chứng cho chuyện này. Chẳng bao lâu nữa công an sẽ đến lục tung cái khu vườn sinh thái của anh lên. Mấy anh á, không có lý do gì để giữ tôi ở đây cả. Sao lại không? Anh là chủ quán mà.
tôi sẽ thuê luật sư. Được thôi. Nhưng lý do chúng tôi giữ anh ở đây là để điều tra cái chết của hai cô gái, Trinh và Diễm Hằng. Hơn nữa, quan đang tố cáo anh vì anh đã liên quan tới một đường dây buôn bán trẻ em ra nước ngoài. Mấy ông đừng có vu khống tôi nha. Anh nên để dành những lời này để nói trước tòa đi. Alo, có việc gì mà gọi khuya quá vậy? Anh có nghe thông tin gì mới về đội hình sự không? Ủa, có chuyện gì sao? Thằng Quang đi gặp con vợ thằng Quang, đến giờ chưa thấy về, không liên lạc được anh à? Ơi, lo cái gì, có thể nó xa đà chơi bời đâu đó thôi. Thằng này không có tính đó đâu anh ơi, xong việc nó phải về báo ngay. Em sợ nó bị người của anh tóm rồi. Có gì anh dò hỏi giùm em nha. Chào anh. Ờ. Anh chưa về nữa hả? Ờ, Thủy. Thủy à, nếu như Thành bị Hoàng tống tiền thật thì sao? Nếu như chuyện đó là thật thì cô ấy cũng phải nghi ngờ khi mà hắn hẹn gặp ở khách sạn chứ. Bây giờ điều đó không quan trọng. Vấn đề là Hoàng phải nhận tội. Hắn ta có vẻ ngoan cố lắm. Hắn tin là ông Trùm có thể giải thoát cho hắn. Ông Trùm không dễ đối phó đâu. Nếu như gã làm được điều đó. Nếu như Hoàng không về, chị Hoa sẽ gặp nguy hiểm. Alo. Alo. Ai vậy? Em là Thủy đây. Chị Hoa, chị nghe em nói nè. Chị phải rời khỏi đó ngay. Em sẽ tới đó, rước chị ở ngoài. Sao lại vậy? Chị đang ngủ mà mệt quá. Bây giờ phải lúc giải thích. Em sẽ tới đón chị. Chị ra ngoài liền nha. À, Thủy, Thủy. Alo. Dạ em nghe. Dạ em biết rồi. Em sẽ tới chỗ nó.
Chị ơi, chị nhanh lên. Mày giấu con bé ở đâu? Em mượn tạm nhà một con nhân viên ở đây. Giấu nó đi. Giữ nó lại không xong rồi đó. Ý anh là thả nó ra. Đồ ngu. Thả nó ra để nó tố cáo chết cả đám hả? Bịt miệng nó lại. Bây giờ liệu có... Tụi bay là một lũ ăn hại. Ngu cả đám. Xử nó xong thì trốn đi. Nếu thấy êm á thì quay về. Dạ. Alo, chú Hưng hả? Chú tới chưa? Chú tới ngã ba đường, không biết đi đường nào đây. Bây giờ chú đi thẳng, xong rồi chú rẽ qua phía bên tay trái. Có một căn nhà hoang. Xong rồi chú rẽ phải, chú thấy một ngôi nhà thấp thấp thôi. Có cái cửa bằng tôn. Xong rồi chú chạy vô sân. Thấy cái nhà, có cái cửa sắt màu xanh xanh đó chú. Nó bị khóa bên ngoài. Con sẽ đập cửa liền. Nhanh đi chú. Dạ, dạ. Không biết anh Hưng có cứu được bé Na không vậy Thủy? Có chuyện gì anh Hưng sẽ gọi điện thoại về. Chị đừng có quá lo lắng như vậy. Thôi, mình đi vô nhà đợi đi chị. Thủy, hay là gọi điện thoại cho Hưng đi Thủy. Không được, trong lúc đang làm nhiệm vụ, bọn em kỹ nhất là nghe điện thoại đó. Nếu mà không có chuyện gì, thì anh Hưng sẽ về ngay thôi.
Em thấy hay là bây giờ chị cứ bình tĩnh, vào trong làm một bữa thiệt ngon để chiêu đãi hai chú cháu là được rồi. Ở đây hả chú? Ừ, ở đây đó con. Dạ. Thủy ơi, anh Hương về rồi kìa. Na con. Má. Má. Tội nghiệp con tôi quá. Con có sao không vậy con? Dạ không, may may là có chú Hương đến cứu con. Cảm ơn anh. Má thật có lỗi với con. Má xin lỗi con. Thôi, hai mấy con vô nhà rồi nói tiếp. Con ngồi xuống đây đi. Dạ. Con có sao không? Con không sao đâu má. Má xin lỗi con nha. Tội nghiệp con tôi quá. Xin lỗi con. Má đã hại con ra nông nỗi này. Nhưng mà con có chuyện muốn hỏi má. Chuyện gì vậy con? Má làm nghề gì ở đây vậy má? Má... Ừ thì má buôn bán nhỏ thôi. Ủa? Không phải đâu. Sao mấy người bắt cóc con? Nói là má làm gái mà. Làm gái có phải là mua vui cho người ta không hả má? Bé nè. Dạ. Những người bắt má con là những người xấu. Những điều họ nói con không nên tin. Nhưng mà mấy người bắt cóc đó, người ta nói là biết má con mà. Má con cũng chỉ là người bị hại thôi. Cô với má con cùng ở chung trong khu vườn sinh thái, nhưng mà không phải làm gái như mọi người nghĩ đâu. Má của con với cô nè, cùng vạch mặt tội ác của bọn chúng để chúng không hại ai được nữa. Con hiểu không? Nhưng mà tại sao phải làm vậy? Sao má con không báo công an? Thì cô và chú Hưng đều là công an nè, mà có làm được gì đâu. Nếu không có những người can đảm như má của con thì chúng ta không thể tìm được chứng cứ để buộc tội bọn chúng. Thiệt vậy hả cô? Vậy con không biết. Con xin lỗi cô. Không phải là xin lỗi cô đâu. Qua xin lỗi má con đi. Dạ. Má. Má. Má đừng khóc nữa. Con xin lỗi má. Má. Con hiểu được điều đó. Là má vui lắm rồi. Dạ. Tại sao anh giết Diễm Hằng? Tôi đâu biết Diễm Hằng nào đâu. Anh đã đến đặt máy ghi âm khi Quang có mặt ở đó, rồi đợi khi Quang ra khỏi nhà, anh đã giết Diễm Hằng rồi đổ tội cho anh ta. Và sau đó anh đi theo lối sau, biến khỏi khu đó.
Anh nói gì tôi không hiểu. Tôi biết anh chỉ là kẻ làm thuê. Tôi cần là anh khai ra kẻ chủ mưu. Mấy người có bằng chứng gì khẳng định tôi đã giết người không? Anh biết Hoàng chứ? Tôi không biết. Nhưng Hoàng nói là có biết anh và đã cùng anh thực hiện kế hoạch giết Hằng. Ngoài ra, anh đã cùng với Hoàng thực hiện thành công một số vụ buôn bán trẻ em sang Trung Quốc, đúng không? Các anh đừng hòng bẫy tôi. Anh đừng có ngoan cố. Hồ sơ các anh đã nằm trong tay của chúng tôi, và Hoàng cũng đã bị bắt, và hai tên đàn em chuyên săn gái cũng đã bị bắt. Chính nói đúng rồi, cái thằng này nè, chính nói là cái thằng xuất hiện ở nhà con Hằng hôm bữa đó, thằng ở giữa đó, nó mới xuất hiện ở khu vực này một lần á. Cô có chắc chắn là hắn không? Chắc chắn, chính nó rõ ràng mà. Đúng rồi, anh công an, nó đó. Chúng ta đánh trễ một bước, hắn trốn mất rồi. Lục soát. Dạ. Dạ. Không có dấu vết gì đâu, hắn đã xóa hết rồi. Rút. Bây giờ Thanh hãy nói hết sự thật với tôi đi. Nhưng Thủy tin là mình không giết Diễm Hằng chứ? Ừ. Hôm Diễm Hằng bị giết, đúng là mình không có ở nhà, nhưng cũng không biết anh Quang đi vắng. Với lại mình vừa giành Quang từ tay Diễm Hằng, cho nên mình không muốn xa Quang nữa. Vậy còn chuyện giữa Thanh và ông Hoàng? Mình không biết Hoàng, và cũng chẳng bao giờ biết đến Hoàng. Cho đến một hôm, hắn gọi điện thoại đến mình. Hắn đã nói là nắm trong tay bằng chứng chống lại Hoàng. Nhưng mà lúc đó tôi đã dặn Thanh phải gọi điện thoại cho anh Hưng mà. Mình biết. Nhưng mà anh Minh nói là nếu mình báo cảnh sát, mọi chuyện sẽ bất lợi cho Hoàng. Và bên cảnh sát thì cứ làm việc theo bằng chứng, cho nên mình lo lắm.
Còn Minh, sau đó anh ta có tới tìm Thanh không? Mình có gọi cho anh Minh mấy lần, nhưng mà anh Minh không có nghe máy. Mình biết đây là một vụ án khó, cho nên mình không có dám nhờ Minh nữa. Mình không tin anh ta, nhưng mà không hiểu sao anh ta lại có thể làm thân với má mình được. Có phải mình sẽ vô tù hay không? Thanh sẽ được thả ngay bây giờ. Thủy, Thủy nói thật hả? Bọn mình đã bắt được người với Diễm Hằng rồi. Vậy là anh Quang cũng sẽ được thả phải không Thủy? Anh Quang thì chưa. Sao vậy Thủy? Anh Quang, ảnh vô tội mà. Ừ, nhưng mà anh Quang còn dính vào vụ đưa người ra nước ngoài. Tụi mình cần phải tóm được ông trùm, nếu không anh Quang sẽ gặp nguy hiểm đó. Mình hiểu rồi. Cảm ơn Thủy. Chú ơi chú, cô có nhà không chú? Cô không có nhà, có chuyện gì không? Con vô nhà, đợi cô được không chú? Chú không có chìa khóa cổng. Minh phải không con? Cô à, con vô nhà đi. Dạ thôi, cháu bận lắm. Cô ra đây cháu có chuyện muốn nói. Bây giờ cô phải đi theo cháu. Thanh muốn gặp cô có việc gấp. Có việc gấp hả con? Dạ đúng. Có việc gì vậy? Cháu cũng không biết. Vậy chờ cô chút nha. Dạ. Ông ơi, vô đây. Ông sao vậy? Bà không được đi đâu hết. Nhưng mà con Thanh nó đang cần gặp tôi. Tôi thấy thái độ thằng Minh có gì bất thường lắm. Ông lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Vậy là sao hả ông? Là để cho bà thấy, không phải ai cũng để cho bà tin được đâu. Ông này, chỉ có đa nghi như Tào Tháo. Tôi thấy thằng Minh là người tốt, tôi mà nhìn người á là không có sai đâu. Tội nghiệp cho con Thanh, không biết giờ này sao rồi. Bà muốn biết con Thanh ở đâu, sao mà không gọi nó đi, điện thoại đây. Vậy ông đưa đây. Anh xem lại lời khai. Như vậy là tôi được thả hả cán bộ? Hiện tại thì chưa. Nếu thả anh đó, thì tôi e gã trùm sẽ tìm đến anh. Tôi biết mình phải trả giá cho việc này. Nếu không có cán bộ và Thủy thì chắc là tôi không được minh quan. Anh đừng nói như vậy. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Sự thật thì lúc nào cũng được sáng tỏ thôi. Dạ, cảm ơn cán bộ.
Đồng chí dẫn hắn đi đâu vậy? Luật sư muốn gặp hắn. Anh cho Hoàng gặp luật sư hả? Thì đó là quyền lợi mà em. Nhưng mà em thấy sao sao á. Anh thấy em sắp mắc bệnh nghề nghiệp rồi đó. Thanh cũng thuê luật sư, chỉ khiến mọi chuyện rối tung lên thôi. Em phải xuất phòng hỏi cung. Người đó đâu rồi? Người đó đâu? Cô hỏi ai vậy? Luật sư của anh đâu? Tôi là Phạm Nhân. Mấy người quản lý người, chứ không phải tôi đâu mà hỏi tôi. Thủy, em sao vậy? Em có linh cảm điều gì đó không ổn. Em hơi căng thẳng đó, em về nghỉ đi. Tôi đoán cô có thể theo nghề thầy bói được rồi. Anh im đi, anh sẽ phải trả giá vì những việc mà anh đã làm đó. Điều đó có pháp luật phán xét rồi, cô lo làm gì? Đừng có ngụy biện. Cô có ngon cô quýnh tôi đi. Quýnh đi, quýnh đi. Anh... Công an mà quýnh phạm nhân á, là tội không có nhẹ đâu đó nha. Tôi nhắc lại cho cô biết, tôi chưa phải là phạm nhân ở đây đâu. Hiểu chưa? Rõ chưa? Thôi, về đi em. Để lo cho. Làm tôi sợ quá à. Nhìn gì vậy? Tôi đâu có tội đâu. Quản giáo, đưa phạm nhân về phòng. Dạ. Tôi cần gặp luật sư của tôi. Tôi cần gặp luật sư của tôi. Luật sư! Chị thấy không vui hả? Ừ, em tới rồi hả? Chị cảm thấy buồn cho Trinh và Hằng quá. Nếu không được gặp em, chắc chị sớm phải trả giá cho việc này. Mỗi người đều có một số phận mà chị. Sắp tới chị định sẽ làm gì? Chắc... chị sẽ mở một cửa tiệm buôn bán nhỏ, rồi chờ bé Na lớn lên để vào đại học. Cố gắng lên nha chị. Em tin là chị sẽ thành công. Chị cảm ơn em. Dạ, em nghe. Dạ, em biết rồi, em về liền. Bây giờ em có việc phải về rồi. Em đi đi. Ít bữa nữa em rảnh, chị em mình sẽ gặp nhau. Vậy em đi trước nha. Bên trại tạm giam vừa báo, Hoàng đã trốn khỏi trại giam. Em nghi là có bàn tay của tên trùm trong việc này. Chưa bắt được tên trùm thì sự việc chưa thể kết thúc. Chú rất tiếc, cuộc chiến đang còn tiếp diễn.
Cháu không sao hết. Việc quan trọng lúc này là phải tìm được Hoàng. Chỉ có Hoàng mới biết được là chủ của hắn đang ở đâu. Ừ. Em sẽ qua trại giam để tìm hiểu sự việc. Án này còn lâu lắm đó. Cháu có theo được không? Cháu sẽ theo tới cùng. Tốt. Cháu cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Gì vậy? Vậy nha. Hả? Em nói gì vậy? Em hỏi anh nghĩ sao về chuyện Hoàng bỏ trốn? Thủy à, việc Hoàng bỏ trốn á, tuy bên trại giam đang tìm kiếm, nhưng anh nghĩ việc này rất là khó khăn. Có khi nào Hoàng đã bị khử không anh? Chắc chắn là không. Tại Hoàng chưa khai ra điều gì hết. Nếu như bị buộc tội thì Hoàng cũng nhận tội một mình. Có thể việc Hoàng bỏ trốn đã được tụi nó sắp xếp trước để phòng trường hợp rủi ro. Cũng có thể Hoàng đã bỏ trốn ra nước ngoài. Sao em không nghĩ ra chuyện này ta? Thủy à, không lẽ thời gian qua của anh em mình thành công cốc sao? Con chưa đi ngủ mà còn làm gì vậy Phương Anh? Má, sao má vô phòng con mà không gõ cửa? Con lớn rồi mà. Má cũng phải biết con gái của má đang làm gì đêm hôm chứ. Thì con đang đợi anh hai mà. Má đi ngủ trước đi, con đợi anh hai cho. Chắc nó bận làm rồi, anh còn không về đâu. Mà nè, đừng có để cho má gặp chát chít nữa nghe. Dạ, con biết rồi. Thôi, má đi ngủ đi. Vậy con đi ngủ liền nha. Má ngủ ngon nha. Phương Anh thấy vui không? Lâu lắm rồi em mới được tắm một bữa thú vị như vậy á. Bộ em học hành dữ lắm hả? Nhưng mà dù sao giờ cũng đã tới hè rồi. À mà em nè, mà em có thể đi chơi lâu được không? Là sao anh? À, là anh muốn đưa em đến một vài nơi khác còn vui hơn nữa. Nhưng ba má em khó lắm. Nè, em ơi.
Em ơi, cho anh một lon bia và một ly nước cam nha. Dạ. Dạ mời anh chị. Cảm ơn em nha. Anh khui giùm em đi. À, để anh khui cho em. Đi chơi với anh thật thú vị á. Biết vậy gặp nhau từ trước ha. Có thật là em thấy thú vị không? Em đi nghe điện thoại xíu nha. Ừ, em cứ đi đi. Dạ, con nghe nè má. Dạ, con biết rồi. Thủy, trưa rồi đó con. Ủa, sao ba chưa đi làm? Câu này là ba phải nói với con chứ. Ờ, con biết rồi. Ba. Chuyện gì vậy con gái? Dạ không, không có gì đâu ba. Tại mấy hôm nay con hơi mệt chút. Công việc như có vẻ quá sức của con. Quá sức thì con không ngại, nhưng mà con thấy nản quá ba. Con nói thử coi ba có giúp được gì cho con không. Ba cũng là một cảnh sát đó. Vì nhiều khi tưởng như đã đến đích, nhưng mà cuối cùng chỉ là con số không. Một vụ án như vậy bỗng nhiên biến mất hết tất cả những dấu tích. Bây giờ tụi con không biết bắt đầu từ đâu nữa. Cá nhân con nghĩ sao? Con nghĩ là mọi việc đều có thể xảy ra, nhưng biến mất không một dấu vết thì phải có sự tiếp tay của người trong cuộc. Ừ, con nghĩa là ba cũng nghĩ như vậy. Cách tốt nhất là mình tự kiểm chứng. Mà bằng cách nào hả ba? Trong khi con chỉ là một cô cảnh sát mới vào nghề, còn quá non nớt về kinh nghiệm. Con nên nhớ phải hết sức cẩn thận trước khi chưa có chứng cứ gì trong tay. Không được để lộ ra suy nghĩ của mình. Đối phó với một kẻ trong bóng tối nguy hiểm hơn đối phó với hàng ngàn, hàng vạn quân địch ở ngoài sáng. Dạ, con hiểu rồi. Con có điện thoại. Sao con không nghe? Dạ, hôm nay con muốn được nghỉ ngơi. Thôi được rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Dạ. Tôi xin phép, nếu có thông tin gì mới về nghi phạm Hoàng, các anh báo ngay giúp tôi. Dạ, chúng tôi đang cố gắng hết sức.
nhưng hắn đã biến mất, không để lại dấu vết gì hết. Thôi, cảm ơn anh. Dạ, dạ. Chào anh. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cảm ơn. Alo, anh ba hả? Dạ, mọi chuyện ổn, anh ba cứ yên tâm. Dạ, em đảm bảo. Anh ba muốn em giao hàng ở đâu? Mày đang làm gì đó? Dạ, em bị viêm họng. Viêm họng. Tập trung vào công việc đi. Đợt này mà sơ sẩy thì mày đừng có trách tao. Dạ, dạ. Làm cái gì cũng phải có lúc chứ em. Mày đặt giá bộ nữa. Không thích thì trả tiền cho tôi đi. Tôi có làm gì cô đâu mà đòi tiền. Không làm gì mà mất thời gian của tôi. Tôi không uống nước lã suông để mà phục vụ. Nếu muốn quỵt thì ra ngoài đường mà kiếm. Không có tiền bà đặt dây sang hả? Nè, bỏ cái giọng đó nha. Loại người như cô á, tôi thấy nhiều rồi. Biết rõ sao còn quỵt. Thank you.
anh Cường ơi, mở cửa cho em đi anh Cường ơi. Anh Cường ơi, anh Cường ơi, mở cửa cho em đi anh Cường ơi. Anh Cường. Anh Cường ơi, mở cửa cho em đi anh Cường ơi. Mở cửa đi anh Cường ơi. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ nói hết tất cả những chuyện mờ ám của anh. Mày hả? Anh tính giết người diệt khẩu hả? Mày biến đi. Cường. Hả? Đưa em về nhà đi. À. Sao mày lại ở đây vậy? Em cứ bình tĩnh đi, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Anh mua cơm về cho em nè, ngon lắm. Đó, nè. Ngon không? Mà em bị làm sao vậy? À, lúc nãy tự nhiên em bị ngất xỉu nên anh phải đưa em vào đây nghỉ ngơi. Chứ anh không thể đưa em về nhà trong tình trạng như vậy được. Lỡ như... Tại sao em bị ngất xỉu? Từ trước tới giờ em đâu có bị như vậy đâu. Có lẽ là bị say nắng. Bộ em không đói hay sao? Đây, anh có mua hộp cơm gì cho em nè. Ăn một miếng ha. Ngon không? Anh phải đi xa lắm mới mua được đó. Ăn một miếng thịt ha. Ngon phải không? Đây, anh đút cho em một miếng dưa leo ha. Thôi chết, em phải gọi cho ba má. Mà điện thoại của em đâu rồi? À, có lẽ là hồi nãy nó rớt mất trên đường, anh đưa em vào đây đó. Chết rồi, ba má la em chết luôn á. Em xuống lễ tân gọi điện thoại. Khoan, từ từ, em cứ ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây đi em. Trước tiên á, pha ăn cái gì cho no đi. Rồi một hồi gọi điện cũng đâu có muộn đâu, đúng không? Đây, nước của em đây. Nè, em uống nước đi. Uống đi em. Rồi, thêm miếng nữa nha. Em uống đi. Anh đút cho em một miếng thịt nữa ha. Ngon không em? Em uống tiếp đi. Anh
Chẳng lẽ mình vừa mất dấu hoàng vậy hả anh? Việc tìm kiếm và đưa hắn về thụ án là việc của trại giam. Mình chỉ có việc chờ đợi thêm mà. Không biết hắn có tìm mẹ con chị Hoa để trả thù không? Tự nhiên em cảm thấy lo quá à. Thủy à, em bớt lo lắng cho người khác đi. Mình cũng phải có thời gian dành riêng cho nhau chứ. Sao rồi ba? Tôi gọi rồi mà bạn bè nó không biết nó ở đâu hết trơn ông ơi. Ba bình tĩnh đi, để tôi gọi điện cho thằng Hưng coi. Alo, con nghe nè ba. Con ở đâu vậy? Về nhà gấp đi. Em con nó đi đâu tới giờ chưa về nữa. Sao giờ này ba mới nói cho con biết? Con về lẹ đi, về lẹ đi con. Dạ dạ dạ, con về liền. Có chuyện gì vậy anh? Anh phải về nhà ngay, hình như em gái của anh bị mất tích. Trời đất, vậy anh về lẹ đi. Có gì gọi điện thoại cho em nha. Ừ, anh đi nghe. Con nó về kìa ba. Ba, má. Tình hình sao rồi? Phương Anh có liên lạc về nhà không? Má con có gọi điện thoại cho bạn bè nó khắp nơi, không thấy đâu hết. Ba má lo cho nó quá. Thôi, ba má bình tĩnh đi. Con nghĩ nó đi chơi xa rồi điện thoại hết pin thì sao? Nhưng mà nó phải liên lạc về nhà chứ con. Hưng à. Dạ. Bà muốn hỏi con một chuyện. Bà cứ hỏi đi. Công việc của con dạo này ra sao rồi? Dạ, thì công việc vẫn như trước thôi ba. Ý của ba là con có theo một vụ án nào không? Ý bà muốn nói là con có nghĩ là nó bắt cóc Phương Anh để trả thù không? Sao phải nghĩ được như vậy hả ông? Phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Cách tốt nhất là phải đối mặt, chứ không nên trốn tránh. Nhưng ông cũng phải biết là chỉ vì không muốn ảnh hưởng tới những người trong gia đình mà con phải ra ngoài thuê nhà ở hay không chứ. Bà, tôi đang đứng ngồi không yên đây nè. Bà còn binh vực nó nữa. Thôi, con xin phép ba má con lên phòng. Ừ. Con có nghĩ là nó bắt cóc Phương Anh để trả thù không?
Chị ơi, em muốn mua cái gì? Cho em chai nước suối. Chị cho em hỏi, chị qua bán nước ở đây, bữa nay không bán nữa hả chị? Mấy hôm rồi cũng không có lại bán. Dạ, em gửi tiền chị. Chai nước suối 10.000. Cảm ơn chị. Alo. Thủy hả cháu? Dạ, cháu đây ạ. Hưng có đi với cháu không? Dạ. Dạ, dạ không ạ. Chú không liên lạc được với nó, cháu về sở ngay nha. Dạ. Vào đi. Báo cáo thủ trưởng, tôi có mặt. Ừ, cháu ngồi đi. Nhìn chú có vẻ mệt mỏi quá à. Chú không sao. Cháu xem công văn đi. Dạ. Như vậy là sao hả chú? Bắt đầu xuất hiện nhiều vụ mất tích của những cô gái trẻ. Chuyện đó có làm cho cháu liên tưởng điều gì không? Hoàng Giọng Trùm. Chính xác. Vì vậy chú muốn bàn với cháu và Hưng. Không liên lạc được với anh Hưng hả chú? Không biết có lý do gì mà nghỉ mấy ngày nay rồi không có báo cáo. Cháu thử đến nhà Hưng coi sao. Rồi nhớ nói với nó là chú cần gặp gấp. Dạ, nhưng mà cháu... Cũng phải ra mắt ba má chồng sớm đi là vừa. Chú, cháu không thích đâu. Phương Anh. Dạ con chào bác. Bác cho con hỏi có anh Hưng ở nhà không ạ? Con là... Dạ con là Thủy, bạn đồng nghiệp của anh Hưng ạ. Vậy hả? Thôi con vô nhà nha. Dạ. Con ngồi đi, bác lên kêu nó. Dạ.
Hưng ơi! Hưng! Má! Có tin tức gì của Phương Anh không má? Không con à. Nhưng mà ba con đi trình báo công an rồi. À, có người đang tìm con ở dưới đó. Ờ, ai vậy má? Một cô gái tên Thủy. Nó là làm cùng con đó. Dạ, đồng nghiệp của con đó. Ừ. Thủy. Anh. Có chuyện gì mà chú Hoài liên lạc với anh Hoài không được vậy? Phương Anh em gái của anh. Không biết nó đi đâu mà hai ngày nay không thấy nó về. Sao anh không thử đi kiếm ở chỗ bạn bè Phương Anh coi? Má anh đã điện thoại khắp nơi rồi. Nhưng không có tin tức gì hết. Em uống nước đi. À, em có tin tức gì mới không? Em đã tới chỗ chị Hoa bán hàng. Người ta nói mấy bữa nay không thấy chị đâu. Chú Hoa kêu em tới tìm anh. Vậy đã tìm được Hoàng rồi hả? Dạ không. Gần đây có nhiều cô gái bị mất tích. Chú Hoa và em nghi ngờ có liên quan đến Hoàng. Em sợ chị Hoa bị chúng trả thù à? Em hy vọng là điều đó không xảy ra. Nhưng anh nghĩ nó đang xảy ra với gia đình anh. Bây giờ anh tới gặp chú Hòa. Sau đó tụi mình sẽ lên kế hoạch tìm em gái anh. Như vậy là vất vả cho con quá. Em của anh Hưng cũng như em gái con vậy. Bác đừng lo lắng quá. Gia đình bác cảm ơn con nhiều lắm. Con ăn trái cây đi. Dạ thôi, tụi con phải đi ngay rồi bác. Vậy con đi đi. Có gì báo cho má biết nha. Má lo lắm đó. Dạ, má cứ yên tâm đi. Có tin gì con sẽ báo liền. Thôi, con đi nghe má. Ừ. Đi em. Con đi nha bác. Chào con. Nam. Tình hình sao rồi mày? Con nhỏ đó cứng đầu lắm. Tao phải cho nó dùng thuốc liên tục. Như vậy là không có ổn đâu. Lỡ lúc giao hàng có chuyện gì mất giá hết. Mày nói anh ba tống cổ nó đi đi. Tao chịu hết nổi nó rồi. Nó vẫn chưa nghi ngờ mày hả? Chưa. Hay là mày cứ giả bộ đưa nó về nhà. Mày tưởng nó là con nít hả? Nó đã 20 tuổi đầu rồi. Nó không biết tự tìm đường về nhà sao? Mà bây giờ đưa nó đi. Đi đâu? Anh ba kêu mày á, đưa nó tới địa chỉ này. Tới đó sẽ có người nhận hàng. Mày nhớ đó, không được dùng thuốc nữa nghe chưa? Mày dùng cái mã ga lăng của mày và sự cá tinh của nó nữa. Tao chỉ thích người phụ nữ khi trên giường thôi. Trường hợp này đối với tao không được. Tao bị vô hiệu quá rồi. Nhưng cái khoản thù lao á sẽ giúp cho mày làm việc có nhiều hiệu quả hơn. Nhanh lên đi, còn nhiều phi vụ khác nữa kìa. Mình có cần phải lên nha phòng khoa để hỏi về vụ của Phương Anh không anh? Không rồi. Anh nghĩ họ cũng không biết gì đâu.
Với lại anh cũng không muốn họ biết chuyện Phương Anh biến mất. Anh có hẹn với cô bạn của Phương Anh để nói chuyện rồi. Chừng nào cô ấy mới tới? Anh điện thoại rồi, Tan học mới ra. Ừ. Anh gì còn tới kìa. Trang, anh Hưng nè. Dạ em chào anh chị. Ngồi đi em. Em muốn gì? Dạ cho em nước cam ạ. Cho ly nước cam em ơi. Giới thiệu với em, đây là Thủy, bạn anh. Còn đây là Trang, bạn của Phương Anh. Dạ, em chào chị. Chào em. Anh tới đây kiếm Phương Anh hả? Phương Anh hôm nay không có đi học. Chuyện này anh biết rồi. Vậy em có biết Phương Anh đi đâu không? Em không biết. Mà hình như hôm nay nhóm của Nam bỏ học đi chơi. Có thể Phương Anh đi chung với họ. Hồi này em thấy Phương Anh có vẻ thân với Nam lắm. Em có chơi thân với Phương Anh lắm không? Dạ, chỉ hôm trước thôi chị. Là sao chị không hiểu? Từ lúc Phương Anh chơi với nhóm của Nam, em và Phương Anh ít gặp nhau lắm. Nam là ai vậy em? Nam là công tử con nhà giàu. Không biết bằng cách nào du nhập vào lớp của em. Ngay từ khi bắt đầu, Nam đã hút hồn rất nhiều cô gái trong lớp cũng như trong trường. Nè Trang, Phương Anh chơi với nhóm này lâu chưa? Cũng mới. Nhưng chính vì vậy mà Phương Anh mới hiểu lầm em. Hiểu lầm? Ủa em, Phương Anh có hay đi với nhóm này không? Em cũng không biết. Nhưng mà mỗi lúc Nam nghỉ học thì có một số cô gái trong lớp cũng nghỉ theo à. Thôi được rồi, cảm ơn em nha. Dạ. Dạ đại ca, đại ca. Dạ. Lúc này là lúc nào mày còn lang thang ở ngoài hả? Dạ đâu có đâu, em làm theo lệnh đại ca mà. Theo lệnh tao à? Lệnh gì? Dạ thì em liên hệ với những mối cũ đó để chuyển hàng. Đồ ngu, tao nói vậy nhưng đâu có nghĩa là mày trực tiếp làm. Chỉ cần thông báo các đường dây để khỏi bị đứt là được. Được bao nhiêu rồi? Dạ khoảng 3 đứa. Mày chuẩn bị đợt này đi cùng tụi nó nha. Giấy tờ tao đã lo đủ hết rồi đó. Đại ca, không cần em nữa hả? Bây giờ không phải là lúc giữ mày ở bên cạnh. Sang đó làm việc, nhận hàng rồi phân phối. Khi nào yên tao lại đưa về. Dạ. Vậy một mình em ở bên đó em sợ. Hay là mày thích vô tù? Dạ không. Mày yên tâm, tao bố trí sẽ đi sớm thôi. Đi. Dạ. Tự nhiên cái tống cổng qua bển. Chúng ta đã tóm được Hoàng, nhưng Hoàng đã biến mất. Bên trại giam á đã lần theo dấu vết của Hoàng nhưng chưa có kết quả. Họ muốn bên ta cùng phối hợp để điều tra. Chúng ta cũng nên đặt dấu hỏi. Sự biến mất của Hoàng liệu có sự tiếp tay từ trong nội bộ hay không? Vấn đề đó thì tôi sẽ đề nghị với thanh tra và lãnh đạo. Nhưng trước mắt
chúng ta phải bắt được Hoàng cái đã. Tôi yêu cầu đồng chí Hưng, người đã theo sát vụ án này từ đầu, làm kế hoạch bắt Hoàng, sau đó cả đội chúng ta cùng triển khai. Hưng. Dạ. Cậu có thể làm được chuyện này không? Dạ. Nếu không có việc gì, cả đội chúng ta nghỉ tại đây. Cậu Hưng, cậu có chuyện gì sao? Dạ không có. Nếu mà cậu không thể thì tôi sẽ bố trí người khác. Dạ, em làm được. Nói là phân công cho một mình cậu, nhưng thật ra đó, Thủy sẽ ở bên cậu để tiếp tục điều tra. Cậu biết đó, tôi vẫn không muốn Thủy lộ diện trong lúc này. Vì nguyên nhân mà cậu đã nghi ngờ, thì coi như là cô ấy bị loại khỏi cuộc chơi. Điều tra mà có người bắt bà như vậy, thấy khó chịu thiệt đó sếp. Thực ra thì tôi có nghi ngờ một người. Tôi vẫn theo dõi và sẽ vạch mặt khi cần thiết. Anh nói vậy em yên tâm rồi. Cố gắng lên. Dạ. Bó tay tụi trẻ bây giờ, tụi nó không lưu gì bằng giấy tờ hết trơn á. Sao đây? Máy tính. Em định làm gì vậy? Em tìm bằng chứng. À, anh có biết nick chat của Vân Anh không? Không, anh không biết. Vậy Trang có biết không? Đúng rồi. Chắc bên Trang nói biết. Trang hả? Anh Hưng nè. Em nói chuyện với chị Thủy chút nghe. Bé Trang hả? Em có biết nick chat của Phương Anh không? Dạ biết chị. Rồi chị cảm ơn em. Dạ. Anh, ngày sinh nhật của Phương Anh là ngày mấy? 28 tháng 2 năm 92. Ủa? Sao hay vậy? Giới trẻ ai mà không biết chuyện này. Im chền già chứ gì. Anh coi nè, Phương Anh đã chat với người này trước hôm, cái hôm bị mất tích. Và đây là một cuộc hẹn đi chơi. Con bé lưu cuộc nói chuyện này vào hộp thư, chứng tỏ đây là một người rất quan trọng với Phương Anh. Ủa? Nó tên gì em? Nó có nick chat là người cô đơn. Vậy làm sao tìm được hắn đây? Em sẽ mượn nick của Phương Anh để lên mạng mấy bữa. Nếu như mà hắn không trả lời, có nghĩa là hắn biết Phương Anh đang ở đâu. Như vậy chắc cũng không được gì đâu. Sau đó em sẽ chuyển sang phương án B. Phương án B? Phương án B là gì vậy? Em càng nói anh càng không hiểu gì hết. Đó là bí mật, rồi anh sẽ biết.
Anh đang suy nghĩ về Hoàng đúng không? Anh cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Hắn là một người đồng tính. Em nghĩ nên bắt đầu từ mối quan hệ này. Đúng rồi. Tại sao anh lại quên mối quan hệ này chứ? Chắc tại em có một thời gian dài tiếp xúc với hắn. Hơn nữa, những mối quan hệ đồng tính rất phức tạp. Dù bạn tình ở đâu thì chúng cũng sẽ tìm đến với nhau thôi. Được rồi. Anh sẽ lên kế hoạch báo cho chú Hòa biết. Anh vất vả quá. Việc tư việc công rối tung lên. Anh cố gắng lên nha. Anh đã có một người cộng sự giỏi như em. Anh rất là yên tâm. Má ơi, xong chưa má? Con đợi má chút nha. Nếu không, lát nữa mấy con gà này nó sổng ra thì cô Thủy không biết làm sao hết đó. Má ơi, bữa nào má hẹn cô Thủy qua nhà mình chơi nha. Ừ. Thôi, hai mẹ con mình đi nha. Dạ. Lên đi con. Hai chú muốn gì? Chị hai không nhận ra em hả? Mấy người là ai? Tôi không quen biết mấy người. Hãy để mẹ con tôi được yên nha. Chị hai con. Chị hai quên nhanh vậy? Để thằng em nhắc cho nhớ nha. Nhìn chị dâu này thảm quá. Còn làm nghề cũ không? Đồ khốn nạn. Biến đi. Có vẻ như từ khi rời tổ, chị hai sống lương thiện luôn rồi hả? Có đủ ăn không? Mấy người mà không đi á, là tôi la lên đó. Mày ghê gớm quá ha. Có muốn kiếm tiền không? Hãy để nơi yên. Đùa bà chị chút thôi. Nếu muốn hành nghề lại á, thì tới chỗ cũ thì tụi này nha. Tụi này luôn sẵn sàng đón tiếp. Nhớ nha bà chị. Lên mày. Má, con đừng sợ. Mình đi thôi em. Đi đâu? Về nhà. Bộ cưng không muốn về nhà sao? Về nhà hả? Đúng rồi. Ủa, sao anh đem tới đây? À, dạo này anh thấy em hay bị xỉu lắm. Nên anh muốn đưa em vào đây để kiểm tra lại sức khỏe của mình trước khi về nhà, cho ba má khỏi lo. Đây em. Cảm ơn anh, anh tốt với em quá. Có gì đâu, bác sĩ ở đây là người quen của anh đó. Ừ. Đi em. Đi, vô với anh. Thank you.
gì vậy? Tại sao phải cởi đồ? Ông làm vậy tôi la lên đó. Anh Cường ơi. Sao rồi? Con bé nó chống đối ghê quá, tôi phải tiêm liều thuốc mê. Ừ. Ủa, nhưng mà nó còn nguyên không? Còn. Cho nó nằm một chút là hết thuốc thôi. À. Alo, Nam đó hả? Tao đưa con bé đi kiểm tra rồi. Ok. Mày chắc giá bao nhiêu? Mày nói anh ba trả thêm đi, hàng còn zin đó. Ok. Khi con bé tỉnh tao sẽ đưa tới. Ừ. Khuya rồi sao không ngủ đi em? Còn gõ gì vậy? Em đang lên mạng để tìm thông tin nè. Coi thử có việc gì để em đi làm không? Ở nhà hoài chán muốn chết à. Hay là em về công ty giúp anh một tay được không? Ừ? Anh nói giỡn hay nói thiệt vậy? Anh nói thiệt mà. Anh đang định đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh cho công ty. Cái gì? Làm nữa? Bao nhiêu đó việc chưa đủ nữa hả? Có người mời anh cùng làm ăn. Anh đang suy nghĩ. Nếu anh nhận lời làm ăn với họ thì anh mời em về làm quản lý nha. Em đâu có biết gì đâu mà giúp anh bây giờ. Không phải vấn đề biết hay không biết, mà ở chỗ em có muốn giúp chồng em hay không. Thôi được rồi, vậy để em sẽ thử nha. Cảm ơn em. Thôi ngủ đi em. Dạ. Alo. Anh Hưng nè, có phát hiện gì không em? Dạ. Em vẫn cố gắng nhưng chưa thấy gì hết. Ba má anh lo đến mất ăn mất ngủ luôn. Hôm nay là ngày thứ năm Phương Anh đi mà không có tin tức gì hết. Anh cố gắng ăn ngủi hai bát nha. Anh biết rồi, anh cảm ơn em. Dạ. Tao phải đi có việc, chiều mới về. Mày ở đây chờ nhận hàng cho cẩn thận nha.
Mày mà lượn lờ với mấy thằng con trai á, coi chừng tao đó. Trời ơi trời, em không có mê trai đâu. Dạ đại ca, chừng nào mới đi? Sáng sớm ngày mai. Nhớ làm việc đàng hoàng nha mày. Dạ em biết rồi. Alo, chuyện gì vậy? Alo, đại ca đi rồi, cần tới em nha. Tới anh chị. Sao? Không được, em tới đây với anh đi. Được, em tới liền. Sướng quá, sướng quá. Anh. Gì vậy mẹ? Em ngồi với anh nha. Con quỷ cái biến đi. Không biến. Ê con quỷ, trả trái cây lại. Không đó. Trời ơi con quỷ. Bực bội như vậy. Con quỷ cái, trả trái cây lại cho tao. Tôi quýnh chết mẹ mày bây giờ nè. Tao mệt mày quá đi. Anh nó dụ em, nó thấy em có tiền, nó dụ em. Ngồi đi anh. Em nhớ quá à. Đợi em chút xíu. Tao mệt mày quá đi. Anh nó dụ em, nó thấy em có tiền, nó dụ em. Ngồi đi anh. Em nhớ quá à. Đợi em chút xíu. Uống đi cưng. Làm sao á, cưng không ghé cho em? Em quá lắm rồi mà. Thích kêu người ta đến lúc nào cũng được hay sao? Cưng sao vậy? Giận em đó hả? Lúc cần thì biến mất tiêu, bây giờ thì thình lình xuất hiện. Tôi có phải là chồng của cô nữa không? Tại công việc thôi mà cưng. Thôi, cho em xin lỗi cưng nha. Hôm nay á, em á về chỗ cưng, em chuộc lỗi với cưng đó. Tôi phải làm cả ngày. Thôi mệt cưng quá mà, cưng bỏ mẹ mấy công việc ở quan bên đi. Hôm nay á là ngày của em. Biết mà. Tiền cái gì? Nhiều đây chuột lỗi được không cưng? Thôi được. Nhanh nha cưng.
Chào anh. Anh có biết người này không? Tôi không biết người này. Tôi là cảnh sát hình sự. Anh có chắc là anh không biết người này không? Tôi không biết. Cảm ơn anh. Đi. Đi em. Em cứ ngồi đây đi, chờ anh chút xíu nha. Dạ em chào anh. Em ơi, anh Hoàng tới chưa? Dạ, dạ chưa ạ. Kỳ vậy ta? Anh nói đi, sao không chở em về nhà luôn, mà chở em tới đây? À, anh có chút chuyện, đang đợi mấy người bạn. À, em đi đâu vậy? Em đi rửa mặt, em buồn ngủ quá. Ừ, em đi đi. Ừ. Chị ơi, dạ. Toilet ở đâu vậy chị? Dạ chị đi hướng này. Em cảm ơn dạ. Chị. Dạ không có gì. À, Phương Anh. Phương Anh. Chị em là con gái. À, trời ơi, cái thằng kia còn cái đảng. Cái con nhỏ. Cái con nhỏ đó. Nhỏ nào? Cái con nhỏ nó chạy mất tiêu rồi kìa. Hả? Trời nó chạy rồi. Bắt nó lại, bắt nó lại, bắt nó lại. Trời ơi, cái thằng quỷ. Cái thằng con hồn cắt đảng mà. Miếng ăn tới miệng rồi mà để xảy. Trời ơi. Hắn đã xuất hiện rồi. Em hẹn hắn tối nay sẽ gặp. Thủy, tối nay anh sẽ đi cùng với em. Anh phải bắt được hắn. Không được.
Em linh cảm hắn chỉ là tay sai thôi. Sau lưng hắn còn cả một thế lực. Không được, không thể được. Anh không thể để Phương Anh trong tay tụi nó thêm giây phút nào được. Em hiểu tâm trạng của anh, nhưng mà chắc gì tụi nó giữ Phương Anh. Anh chờ một chút nha. Dạ được. Má, má ơi, má ơi, má ơi, con sợ quá. Thấy con về là má mừng rồi. Ba. Con mới về đó hả? Dạ. Ba ơi. Ba ơi, con sợ lắm. Bình tĩnh đi. Con tới sợ nhà lắm. Là an toàn rồi. Bình tĩnh đi. Con về là ba rất mừng đó. Ba trả tiền taxi giùm con đi. Ừ, để đó ba trả cho con. Con có sao không con? Bao nhiêu vậy anh? Dạ 100.000. Dạ cảm ơn. Má lo quá. Vô nhà đi con. Dạ. Alo. Dạ. Dạ má. Thủy à, Phương Anh thoát rồi. Phương Anh về rồi Thủy ơi. Vậy thì may quá. Thủy à, anh vui quá à. Anh vui quá. Em xin lỗi vì đã để ba má và anh lo lắng. Em trở về an toàn là được rồi. Chị biết hai anh em đang rất xúc động. Nhưng việc của chúng ta không dừng lại ở chỗ tìm được Phương Anh. Chúng ta phải phá cho được đường dây này, để không một cô gái nào như Phương Anh bị gặp nạn nữa. Dạ, em hiểu rồi. Vậy cái thứ của chúng là lừa những cô gái nhẹ dạ cả tin trên mạng phải không? Gần như vậy. Nhưng em nghi ngờ là tụi nó có tay chân, trà trộn vô các trường đại học để tìm kiếm nữa đó. Chị không hiểu. Em nghi ngờ là Nam có tham gia trong vụ này, vì chính Nam đã đưa nick chat của em cho tên Cường đó. Nam là bạn của em hả? Dạ. Anh à, em nghĩ chúng ta phải bắt đầu từ tên Nam. Bằng cách nào? Em sẽ xin chú Hoài giúp đỡ. Em muốn nhập học vào đúng lớp của Nam.
cách này hay đó. Nhưng mà để thuyết phục chú Hòa làm hồ sơ giả cho em nhập học thì không dễ đâu. Với lại mình còn cần ban giám hiệu trường của Phương Anh giúp đỡ nữa. Không khó như anh nghĩ đâu. Em còn trẻ mà, muốn xin đi học lại cũng là chuyện bình thường thôi. Em lại trên già nữa chứ gì. Anh kiếm một cái bây giờ. Báo cáo thủ trưởng, tôi có mặt. Ngồi đi cháu. Dạ. Đây là những giấy tờ cần thiết. Cháu ráng mà làm cho tốt nha. Nhưng phải nhớ là hết sức cẩn thận nha. Dạ, cháu cảm ơn chú. Dạ, đầy đủ hết rồi chú. Từ giờ á, cháu là sinh viên tỉnh lẻ rồi nha. Và nhớ á, là phải nói với ba má cháu một tiếng. Dạ, sắp xếp xong cháu sẽ nói à. Đừng để như lần trước. Chú không có giải thích giùm đâu đó. Dạ, cháu định nói với ba má cháu là cháu sẽ đi công tác xa lâu ngày mới về ạ. Chú thấy không ổn lắm đâu. Không sao đâu chú. Chú nói giùm cháu một tiếng là ba má cháu sẽ yên tâm liền mà. Con nhỏ này khá dữ ha. Chú nhớ giúp cháu nha. Thôi, cháu xin phép chú để cháu về chuẩn bị. Nhớ thường xuyên báo cáo tình hình cho chú nha. Dạ, rõ. Cháu nhớ là kể từ bây giờ cháu tên là Thủy Tiên. Dạ. Thủy. Anh Hưng. Thủy. Xong chưa em? Dạ xong rồi. Cơ bộ em được chú Hòa cân chiều quá ngang. Lên mặt hả cô bé? Nhìn em chảnh lắm hả? Chảnh. em. Dạ. Anh đưa em tới trường nghe. Dạ thưa khỏi, em tự đi được rồi. Mà Phương Anh đi học lại chứ anh? Nó cũng chưa có hoàn hồn nữa. Thôi, để chiều em ghé động viên nó. Cảm ơn em. Khách sáo với em nữa. Thôi, em đi nha. Bye. Alo, chuyện gì vậy ba? Ông đi đâu mà sao giờ này vẫn chưa về? Tôi đang còn ở trong nhà ông bạn. Mà bà gọi tôi làm cái gì vậy? Ông về ngay. Có gì đâu mà nóng ruột. Con Thủy nó đi công tác, có chú Hòa bảo đảm mà bà lo cái gì. Vậy mới nói, đàn ông các ông dù có thương yêu, chăm lo chu đáo cho con cái đến mấy thì cũng không thể bằng đàn bà được. Có thể, nhưng mà không hoàn toàn. Mà thôi, bà không muốn coi tivi nữa thì bà đi ngủ đi. Ngồi đó nghĩ tới nghĩ lui chi cho nó mệt. Bây giờ vẫn chưa tìm ra được manh mối nào cụ thể à? Vụ án vẫn còn dậm chân tại chỗ à? Dạ, tạm thời là như vậy.
Tôi muốn xem hồ sơ lại một lần nữa. Nhất định là chúng ta đã bỏ sót một điều gì đó. Hãy mang hồ sơ tới đây. Dạ, em đi liền. À, cậu Hưng. Dạ. Cậu chuyển lời tới Thủy á, là tôi nhắc cổ á, là phải bình tĩnh hành động, phải thận trọng. Dạ. Rất có thể Sao Vũ á, là một đường dây buôn người có tổ chức. Họ hoạt động rất tinh vi. Dạ. Con bé còn ít kinh nghiệm quá. Cậu phải chú ý theo sát, hỗ trợ cho nó nha. Đừng để bất cứ chuyện gì xảy ra với con bé nha. Dạ, sếp cứ yên tâm, em sẽ bảo đảm an toàn cho cổ. Chết thật. Tôi lãng trí quá rồi sao? Tôi có nhắc lại chuyện này hoài vậy cả. À, còn việc truy bắt tên Hoàng sao rồi? Dạ, có thông tin hắn vẫn còn đang lẫn trốn đâu đó trong nước thưa sếp. Cậu tập trung phá vụ án này. Tôi tin là tên Hoàng có liên quan. Dạ. Rõ, thưa sếp.